Ok, vâng, xin chào tất cả các anh chị em. Không biết là các bạn bên đó có nghe rõ không hả? Có thể giúp Vân, nếu mà nghe rõ thì cho Vân biết. Chờ Vân một phút nha. Có nghe rõ không vậy ta? Ok. Ok, chị Phượng nghe rõ. Ok, cảm ơn chị Phượng. Good morning Liên, good morning tất cả anh chị em. Ok, nãy giờ Vân đang lâu quá không run cái quên quên nghề. Ok, rồi Vân sẽ bắt đầu cái kho của mình ha. Anh chị chờ một phút Vân share bên trang của mình. Thank you mấy anh chị. Anh có thể giúp em share không anh? One minute nha. Share cái trang này ra. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Rồi. Rồi, vâng chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017. Vâng rất là hân hạnh được host cái call của nhóm Gift Vietnamese Connection Facebook Live. Thì hôm nay vâng sẽ nói về cái đề tài là tại sao mà cái con người của mình, cái body của mình cần Lipat Nano và Alux Juice, và Lipat Nano Alux Juice sẽ giúp gì được cho cơ thể của mình mấy anh chị. Rất là nhiều các bạn gọi Vân hỏi chứ hai cái nó khác biệt chỗ nào và nó giúp được cái gì. Câu hỏi này thì hôm nay Vân sẽ giải tỏa cho mấy anh chị ha. Thì Vân mở cái này. Đây là cái Vân nói ha. Trước khi Vân đi vào đề tài là Vân sẽ chia sẻ sơ là con người mình ai cũng hầu như ai cơ thể ai cũng cần hai cái sản phẩm này trong người hết mấy anh chị. Lý do bệnh là tại sao mình bệnh là tại vì mình đang uống rất là nhiều thiếu rất là nhiều chất trong cơ thể của mình đúng không? Và mình làm việc đặc biệt là những anh chị em mà làm trong nghề nail, nghề tóc, nghề hàng thì sẽ gặp rất là nhiều hóa chất chemical ở ở xung quanh mình, thì mình ngửi độc tố vào mỗi ngày. Rồi mình ăn uống thiếu chất nè, rồi mình thức khuya nè, rồi căng thẳng đầu óc nè. Uống uống nhiều bia rượu nè, hút thuốc nè, những cái đó nó là độc tố không? Sợ nó và ô nhiễm môi trường xung quanh của mình nữa, thì nó cứ đưa vào cơ thể của mình mỗi ngày, build up dần 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 hoài thì cơ thể của mình nó sẽ sanh ra bệnh. Đó đơn giản vậy thôi mấy anh chị. Thì khi mà nó sanh ra bệnh thì sao? Thì mình mới bắt đầu đi tìm cái này tìm cái kia để chữa. Thật ra là có thể là bị trễ rồi, không có chữa kịp nữa. Thì tại sao bây giờ trong lúc mình còn khỏe mình không chịu bảo vệ sức khỏe của mình trước khi mình bị bệnh đúng không? Thì đây là hai cái sản phẩm mà có thể bảo vệ sức khỏe của mình để mình không có bị bệnh ha. Đó là đây là Lipat Nano và đây là Alux Juice. Okay. Thì cái Lipat Nano, cái công dụng của Lipat Nano rất là lợi hại mấy chị. Nếu mà mình biết được nó đó là mình không thể thiếu sống nó mấy chị. Mấy chị cũng biết đó là cái cơ thể của mình á là ai cũng có cái tế bào ung thư nó chờ trực sẵn hết trong người của mình rồi đúng không? Hầu như ai cũng vậy hết. Thì khi mà mình đem độc tố vào nhiều quá đó thì độc tố á nó sẽ tế bào ung thư nó sẽ rất là mê độc tố, thì khi nào nó vào thì nó sẽ bộc phát ra, đơn giản vậy thôi, thì mình sẽ rất là dễ bị bệnh ung thư hoặc là bị những cái bệnh nan y khác. Rất là đơn giản. Thì cái Lipat Nano nó không phải là thuốc nha. Có một số anh chị nói ồ nhiều quá cái thuốc này nhiều quá tôi uống không không có nổi. Thật ra nếu mà mấy anh chị mà biết được cái công dụng của nó rồi đó thì mình chắc chắn mình sẽ không có bỏ nó được. Cơ thể của mình, tế bào của mình rất là cần nó để cho nó khỏe.
Thì đây là 5 viên. 5 viên này ha, nó bằng một xe đi chợ rau quả. Trong này nó có 5 viên ha. Bằng một xe đi chợ rau quả, thức ăn mà tế bào mình đang cần và nó nuôi dưỡng được cái tế bào của mình. Khi mà tế bào mấy anh chị khỏe thì tự nhiên mình khỏe, cơ thể mình không có bệnh và càng ngày càng trẻ ra nữa. Và nếu như mà mình có tiền hoặc là có thời gian, mình vẫn không ăn nổi cái nhu cầu của tế bào của mình đang cần mấy anh chị, là một cái xe đi chợ rau quả đó. Và đây là hai cái viên dầu cá rất là lợi hại. Hai cái viên dầu cá này á, có một số người không có hiểu nó là cái gì á, mình uống không có nổi. Với lại mấy anh chị mà nghĩ nó là thuốc á, mấy anh chị uống sẽ không có nổi. Là tại sao? Tại vì nó nhiều quá. Và tại vì nếu như mà mỗi một ngày mà mình cứ uống gì gì hoài á, ngán lắm. Nhưng mà nếu như nghĩ đó, thay vì mình ăn một xe đi chợ rau quả thì mình 5 viên này là một xe đi chợ rau quả ép vào và bỏ chất xơ, lấy tinh chất của xe đi chợ rau quả để nuôi dưỡng tế bào của mình, để cho tế bào mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ trung hơn và không có bị bệnh. Và hai cái viên dầu cá này là bảo vệ cái bệnh mà nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Công dụng của nó rất là lợi hại. Mấy anh chị biết không, khi mình ăn nhiều dầu mỡ quá đó thì cái chất mỡ nó làm cho nghẹt đi cái mạch máu. Tại vì trong người của mình á, từ bộ phận tim tới bộ phận đầu tới bộ phận ruột gan phèo phổi, tim thận với gan rồi, nó đều có cái ống dẫn máu, nó đi từ bộ phận này tới bộ phận kia, truyền máu thông với nhau thì mới khỏe được, đúng không? Thì khi mình ăn nhiều dầu mỡ quá đó thì nó sẽ bị nghẹt. Thì khi nó bị nghẹt thì sao? Nó sẽ bị vỡ mạch máu ra, nhồi máu cơ tim mà chết, tại máu nó không có lên được tới cơ tim á, nên nó vừa tới phân nửa là nó đã nghẽn rồi, thì mình đâu có thở được đâu, thì mình bị cái bệnh nhồi máu cơ tim. Và tai biến mạch máu não là máu mà nó không có bơm lên được, không có pump lên được cái bộ não của mình á, thì cái bộ não của mình nó không có hoạt động được, thì nó hoặc là nó bị nghẹt đó, thì máu không bơm lên được thì nó vỡ vỡ cái mạch máu mình ra, thì nó sẽ bị cái bệnh mà gọi là tai biến rất là dễ dàng. Thì hiện bây giờ là mấy anh chị thấy là rất là nhiều các bạn, không phải là những người lớn tuổi không nha, Vân thấy Vân Vân là nằm trong cái ban hộ niệm trong chùa đó, cho nên là Vân thấy rất là nhiều những cái bạn trẻ nha, mới có 30 mấy tuổi thôi mà bị cái bệnh mà tai biến mạch máu não ra đi, hoặc là nhồi máu cơ tim ra đi một cách rất là đột ngột và không hề hay biết gì hết, coi như là nó không có triệu chứng gì hết, nó có triệu chứng mệt mệt thôi. Còn ngoài ra mà triệu chứng mà cấp cứu hay này kia thì không có. Nhưng mà khi mà nó một cái bùm một cái là xong, xong mấy anh chị là ngã xuống luôn. Cho nên mình nên phòng bệnh hơn là trị bệnh ha. Thì cái 2 viên này nó giúp cho làm sạch đã thông rồi cái mạch máu của mình, nó làm cho mình không có bị cái bệnh nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Rất là lợi hại ha. Thì đúng đô nó là một ngày mình uống 2 bịch này ha. Dạ hơn nữa đó là cái hộp Life Hack Nano này, nó có cái công dụng. Nên chị thấy chữ nano ha. Nano là cái công dụng siêu cực nhỏ. Cái sản phẩm mình khác với sản phẩm ở ngoài chợ như thế nào mấy anh chị? Thì có một số bạn á, nói là ồ em dùng vitamin mỗi ngày mà em dùng thực phẩm chức năng mỗi ngày. Thì cái câu hỏi của Vân là mấy anh chị mua từ đâu? Đa số là mấy bạn uống vitamin, mấy bạn mua ở ngoài counter đúng không? Mấy bạn mua ở ngoài CVS hay Walmart hay những cái chỗ mà bán thuốc tây đúng không? Nhưng mà đa số những cái viên mấy bạn uống giống như là Woman One A Day, Centrum hay là những cái viên mà nói về thuốc bổ đó, gọi là thuốc bổ đó, thì nó là cái viên cứng, cái dạng cứng đúng không? Cái dạng cứng có nghĩa là cái viên mình gọi tiếng Anh là hot tablets đó. Cái viên cứng á, khi mà mấy anh chị uống vào đó, nó chưa có đủ thời gian thẩm thấu thì nó sẽ đi ra đường đại tiện tiểu tiện ra ngoài hết rồi. Chỉ có ở trong người mấy bạn chừng giữ lắm là 30% là maximum, mà từ 2 cho tới 30%, không có nhiều mấy anh chị, cho nên là cái kết quả nó không có nhiều. Giống như Vân hay đi đo cái máy biophotonic scanner đó, để scan cái chỉ số chống oxy hóa trong người của rất là nhiều người đó. Thì có một số bạn nói là uống thuốc bổ trong vòng cả chục năm rồi mà vẫn đo thấp, rất là thấp luôn, chỉ có 20 mấy 30 mấy ngàn, là cái đó là không có cao chút nào hết. Thì hỏi lại là các bạn uống cái gì, thì đa số là uống once a day, Woman One A Day hay là thuốc bổ mà họ mua ở ngoài chợ. Thì đó là cái lý do mà nó không có thời gian để thẩm thấu trong cơ thể của mình, thì mình sẽ không có kết quả giống như mình mong muốn. Còn cái này đó nó là nano mấy anh chị,
Nano, nó có cái công nghệ nano. Công nghệ nano là cái gì? Nó là siêu cực nhỏ. Công ty mình dùng cái công nghệ nano rất là đắt tiền nha. Cái nano này đó là siêu cực nhỏ, mình phải dùng cái kính hiển vi mình mới thấy được nó nhỏ cỡ nào. Thì cái này khi mà mình uống vào người của mình á, thì cái độ nóng trong người của mình nó làm vỡ vào trong, nó lập tức nó làm vỡ cái vỏ phía ngoài. Thì khi nó làm vỡ cái vỏ phía ngoài đó thì nó sẽ thẩm thấu liền, ngay tức khắc 100% liền mấy anh chị. Khi nó thẩm thấu 100% vào đó thì mình sẽ có kết quả liền 100% luôn. Còn những cái sản phẩm khác thì nó là cái viên cứng cho nên nó không có đủ thời gian. Không biết là mọi người còn nghe vẫn rõ không ta? Ok, nó sẽ không có đủ thời gian để thẩm thấu. Ok, so đó là lý do mà mình cần phải dùng cái LifePak Nano. Và nếu như cái thị trường, những cái thị trường mà không có LifePak Nano á mấy anh chị, thị trường như thị trường Việt Nam, thị trường Đức, theo Vân biết là thị trường Việt Nam với thị trường Đức không có LifePak Nano, thì mình sẽ dùng LifePak thường và thêm cái Marine Omega thì nó cũng bằng giống như cái LifePak Nano của mình. Đó là bác sĩ Tiến Trịnh ở Đức có cho con biết về cái điều đó. Và bác sĩ Tiến Trịnh dùng LifePak với Marine Omega rất là nhiều để giúp cho bệnh nhân đó, hầu như bệnh nhân nào thì bác sĩ cũng recommend hết. Thì họ cái theo dõi của bác sĩ đó là bệnh nhân rất là khỏe. Ok, họ rất là khỏe là họ nhờ cái này hỗ trợ cùng với các bệnh của họ, với thuốc tây thì họ khỏe rất là nhanh. Rồi nói về Alox Juice mấy anh chị, thì Alox Juice á làm bằng cái dạng mà cái dạng viên luôn ha. Thì cái Alox Juice này nó rất là lợi hại, nó giúp cho mình biến chạy lên lầu lấy cái. Ok, nó viên là như thế này ha. Trong này nó lợi hại lắm, nó có phân nửa màu đỏ và phân nửa bột. Ok, phân nửa bột và phân nửa nước, nó là màu đỏ ha. Thì trong đây nó tác dụng của nó đó là nó giúp hỗ trợ trên 1.500 cái gene trong cơ thể của mình, nó làm cho bảo vệ được cái tất cả các gene trong cơ thể. Và hơn thế nữa đó là cái gene nào mà yếu á, tế bào nào yếu không có khỏe thì nó sẽ giúp hồi phục lại rất là nhanh, hỗ trợ được rất là nhiều các bệnh mấy anh chị ha. Nhớ là tất cả dược dược thảo của mình là mấy 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 bạn không được nói là cái tiếng trị bệnh với thuốc nha. Ok, tại vì nó không phải là thuốc và nó cũng không có trị bất cứ các bệnh gì hết. Tại sao mà rất là nhiều các bạn uống vào và đã lỡ bị bệnh rồi, bệnh này bệnh kia bệnh nọ mà khỏe là rất là nhanh, là tại vì nó hỗ trợ được các bệnh của bạn thôi. Tại sao mà nó khỏe lại là tại vì cái người của bạn giống như hồi nãy Vân nói đó, ăn uống thiếu chất, ăn uống không có đầy đủ chất trong cơ thể của mình, cho nên nó mới sanh ra bệnh này bệnh nọ bệnh kia. Thì khi các thực phẩm chức năng này vào trong người của mình á, nó bồi bổ những cái chỗ mình đang thiếu. Ok, nó cái chỗ nào mình thiếu á, thì nó sẽ bồi bổ, thì chỗ nào mình dư nó sẽ đào thải ra. Trong cái bịch LifePak Nano này nó có một cái viên trà xanh, thì viên trà xanh này nó giúp thanh lọc, đào thải những cái gì dơ trong người của mình ra, rất là lợi hại ha. Và khi mà nó thanh lọc được những cái gì dơ và nó fill up những cái gì mà mình đang thiếu trong người của mình á, thì tự động mình khỏe ra mấy anh chị, tự động mình khỏe ra thôi. Còn hơn thế nữa đó là các bạn nào mà đang bị bệnh đó, Alox Juice á, nó vào trong cái chỗ nào yếu thì nó sẽ giúp hồi phục lại, chỉnh sửa lại và hỗ trợ. Mình phải uống thuốc tây nha, mình phải kèm theo thuốc tây, nhưng mà các bạn uống là trước 1 tiếng hoặc là sau 1 tiếng thì nó giúp chỉnh sửa hồi phục lại rất là nhanh luôn. Thì Vân kể cái câu chuyện mà Vân hay kể mẹ của Vân đó. Mẹ Vân đi Việt Nam về 2 tháng thì đi quá chừng đi, rồi leo núi nữa thì về thì cái đầu gối sụn luôn, không có đi được nữa, thì phải vô bệnh viện chụp hình rồi check up này kia lại. Thì khi mà chụp hình á thì bác sĩ nói là chính giữa hai cái đầu gối nó có cái xương như vậy, thì chính giữa cái xương nó có một cái miếng điểm như vậy ha, và cái chất nhờn đó là bình thường ha. Thì khi mình lớn tuổi á thì mình cứ đi như vậy hoài á thì cái miếng điểm này nó mòn đi và cái chất nhờn nó cũng không còn nữa. Thì khi mà nó mòn và nó không còn chất nhờn thì nó kêu cục 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 gì, nó làm cho mình rất là khó chịu và bị nhức, và nhức càng ngày càng càng sụm luôn, không còn đi được nữa. Thì bác sĩ nói là có 3 biện pháp mà nó không có bảo đảm nha. Cái thứ nhất á, là mình phải uống thuốc nhức loại nặng mỗi ngày. Cái thứ nhì mình phải chích
phải chích nha. Và chích á thì nó cũng chỉ có một thời gian thôi nó vẫn phải trở lại. Và cái thứ ba là mổ. Cái mổ này nó cũng không có guarantee luôn, không có cái nào mà bảo đảm được hết. Thì Vân nói mẹ là khoan, là hứa với bác sĩ, mẹ thử mẹ dùng cái này dùng con đi. Tại vì lúc đó rất là cái này nó mới ra, Vân cũng chưa biết cái tác dụng của nó như thế nào nữa. Thì Vân nói là con cũng đang tìm cái người mà để trải nghiệm cái sản phẩm này dùng con để coi cái kết quả như thế nào. Thì mẹ Vân uống trong vòng 10 ngày thì mẹ Vân gọi Vân nói là mẹ đi lại được, không có còn đau nữa, và mẹ đứng lên lễ, ngồi xuống lễ Phật 108 lễ mỗi ngày vô tư luôn, không còn đau như hồi đó nữa. Thì trở lại cái vấn đề là Vân nói không phải cái này đã trị cái bệnh đó nha mấy chị ha. Cái này chỉ có hỗ trợ cái chỗ nào yếu trong cơ thể của mình thì nó hỗ trợ. Thí dụ như mẹ Vân đang cần chất nhờn trong cái xương thì nó sẽ hỗ trợ được chất nhờn trong cái xương của mẹ. Và đặc biệt là một số mấy anh chị mà cảm nhận giống như cái người của mình nó đang uể oải kiệt sức á, nó không có cái sức khỏe để đi làm, mệt mệt mỗi ngày đó, thì cái này nó cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là cái người mình mà đủ chất á thì tự nhiên là mình khỏe, chứ không có phải là trị bất cứ cái bệnh gì hết. Nói về má chồng của Vân á là bị cao máu, cao mỡ, cao đường, bị tim rồi bị gao nữa, đủ bệnh hết. Thì khi mà má mà tới nhà Vân mà leo lên cầu thang á là một cái cực hình luôn, coi như bò chứ không phải là leo nữa, bò lên cái cầu thang vậy đó. Thì khi Vân đưa cho má uống á, trong vòng Vân nghĩ trong vòng 6 tuần sau thì má đi khám bác sĩ lại đó. Thì bác sĩ hết hồn, bác sĩ nói wow, dùng cái gì mà làm cái gì mà đại khái là hồi đó thì uống cái thuốc là cực mạnh á, mà bây giờ bác sĩ giảm lại còn rất là nhẹ, mà má cảm nhận rất là khỏe và đi lên đi xuống cầu thang khỏe hơn hồi đó rất là nhiều luôn. Thì bây giờ nói lại á, bản thân của Vân chắc là rất là nhiều anh chị nghe được câu chuyện của Vân rồi đúng không? Câu chuyện của Vân thì Vân cũng trước đây thì cũng làm nail trong ngành nail cũng 15 năm. Thì kết quả của làm nail thì Vân Vân bị một cái chứng bệnh là ung thư thận mà mình không biết. Cho nên khi mà mình bị như vậy đó thì nó uể oải mệt mỏi và cái lưng của Vân rất là nhức. Mình lúc đó thì lúc mà Vân mới bắt đầu dùng thì Vân không có biết mình bị bệnh mấy anh chị. Thì Vân dùng trong vòng mà Vân dùng không phải hai món không, mà Vân dùng 5 món lận thêm là Reishi mát, trà xanh, nấm linh chi với trà xanh với nước gấc nữa ha. Thì khi mình dùng á thì trong vòng 3 tuần là mình cảm thấy cái kết quả rất là mỹ mãn, khỏe ra và không có còn uể oải mệt mỏi giống hồi đó nữa. Cái lưng của mình cũng không còn đau nữa. Vả lại hồi đó mình bị cái bệnh viêm xoang mũi nặng lắm. Cứ mỗi mỗi năm á là phải đi chích 2 mũi mới thở được, còn nếu không á là nó nghẹt ngay đây nè, mà nước mũi nó cứ chảy như vậy nè. Mà mấy mấy bạn biết là khi làm nail mà mình phải mang mặt nạ, mà mang mặt nạ mà cảm giác mà nước mũi nó chảy liên tục luôn, nó ướt hết bao nhiêu cái napkin mình để ở trong á, mà không biết làm sao mà để khắc phục được cái bệnh đó, trừ trừ ra chích thôi. Thì khi mà chích á, bác sĩ nói đó là mình có thể mình bị mục xương, là tại vì cái chích đó nó chích nặng lắm thì có thể mục xương, nhưng mà không chích là mình không thở được, cho nên cuối cùng mình bắt buộc mình phải phải chích. Thì trong thời gian uống 6 tuần thì Vân cảm thấy cái người của mình nó khác hẳn, nó như một sức khỏe của một thanh niên vậy đó, một teenager vậy đó. Thì lúc đó Vân mới nói wow, mình không có nghĩ đó là mình làm gì đâu, mình chỉ nghĩ đó là nếu mà mình giúp được sức khỏe của mình thì sẽ giúp được rất là nhiều sức khỏe của các bạn làm nail xung quanh và những người mà khách hàng ở trong tiệm của mình đó, là hầu như là người nào vô cũng không có rên bệnh này cũng than bệnh kia đúng không, ai trong chúng ta cũng không bị cái này cũng bị cái kia, đặc biệt là nhức mỏi, cái nhức mỏi uể oải rồi cao máu, cao mỡ, cao đường. Vân hay nói chơi mà là thiệt, giống như nếu mình không có chăm sóc sức khỏe cho bản thân của mình á thì khi mình càng lớn tuổi thì mình sẽ làm bạn với ba cao một thấp. Rồi nhà của mình là đa số là bệnh viện đúng không, ba cao một thấp là gì, cao máu, cao mỡ, cao đường đúng không, thấp là thấp khớp, đa số hầu như là như vậy. Bây giờ hỏi lên nhìn cha mẹ của mình đi, nếu mà cha mẹ của mình á mà không có dòng dược thảo này đó thì đa số là cha mẹ của mình, ông bà của mình là đang bị cái bệnh đó đúng không. Và còn hơn thế nữa, tệ hơn nữa đó, là bệnh viện là cái nhà của mình cứ ra vô hoài bệnh viện. Giờ còn chảnh hơn nữa đó là bác sĩ là bạn của mình đúng không.
Bác sĩ lúc nào cũng ở cạnh bác sĩ hết trơn á. Bác sĩ y tá là cái ở cạnh mình sát, lúc nào cũng sát cánh mình hết. Cho nên là hầu như là như vậy. Rồi nếu như mà có một cái sản phẩm mà có thể giúp mình, con người ai cũng giống như là sanh lão bệnh tử nó là một cái tự nhiên rồi đúng không? Nhưng mà nếu như mình có thể sanh lão và tử thôi, bệnh thì mình có thể khắc phục được. Nếu như mình phòng bệnh liền bây giờ trước khi bị bệnh thì chắc chắn mình đã sanh lão và mạnh tử, mình sẽ đổi lại là mạnh tử chứ không phải là bệnh tử. Cho nên khi mà Vân rất là vui là đem cái dòng dược thảo này và giúp được rất là nhiều người mấy anh chị. Mình nói đó là không có phải là nhiều lúc không phải vì tiền mà mình làm, đồng ý là tiền thì ai cũng muốn đúng không, ai cũng phải nuôi sống gia đình, nhưng mà mình càng làm mình càng rất là đam mê mấy chị, là tại cái dòng dược thảo này mình có thể giúp được rất là nhiều những người ngoài kia đang cần. Bây giờ đừng nói chi bản thân của mình đã giúp mình có sức khỏe rồi nè đúng không, rồi bây giờ mình giúp gia đình của mình, cha mẹ của mình, bây giờ cha mẹ của mình á, mình cho tiền đi nữa đó mà họ trong người họ đang bị rất là nhiều cái bệnh đó thì họ cũng không có thoải mái để họ hưởng thụ cái số tiền đó mấy anh chị. Cho nên chỉ có cách cho sức khỏe là tốt nhất thôi, thì khi mà họ có sức khỏe rồi thì họ có thể enjoy, họ có thể hưởng thụ tất cả các gì khác đúng không. Và mình giúp được rất là nhiều các bạn bè xung quanh và những người mà đang đang cần về sức khỏe, thì đa số mà thí dụ như mình ra ngoài mà mình hỏi người ta là cái gì quan trọng nhất đối với bạn, sức khỏe nè, rồi tiền nè, rồi thời gian nè, cái nào quan trọng nhất, hình như ai cũng nói là sức khỏe quan trọng nhất hết đúng không. Giờ đặt trường hợp các bạn tự hỏi mình đi, là cái gì quan trọng nhất đối với mình, nếu mình không có sức khỏe thì chắc chắn những cái khác mình sẽ không có hưởng thụ được, mình sẽ không có vui vẻ để nhận lấy nó được mấy anh chị. Bây giờ mấy anh chị mà có nằm trong đống vàng đi nữa mà sức khỏe của mình không có đi nữa đó thì mình cũng không có vui để mà mình nằm trong đống vàng đúng không. Nhưng mà nếu như mình có sức khỏe thì mình sẽ làm được tất cả những cái khác. Thì đây là một trong hai cái sản phẩm mà có thể giúp hỗ trợ và phòng được rất là nhiều các bệnh trong người các bạn. Nếu mà mấy bạn mà thấy Vân những cái tấm hình trước đây của Vân á và bây giờ đó thì các bạn thấy là Vân trẻ hơn rất là nhiều đúng không? Thì trong cái sản phẩm này nó có cái công nghệ chống lão hóa. Mấy bạn thấy cái Age Lock ha. Age Lock Used. Age lock có nghĩa là gì? Age lock là tuổi, lock là khóa lại. Nó sẽ giúp khóa lại cái tuổi của mình để ngăn chặn lại cái nguồn lão hóa. Nếu như mình không có làm gì đó, lão hóa nó đến với mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây luôn. Nó đến với mình, nó cần kề với mình mỗi ngày. Tại sao mà đứa con nít á, nó chạy nhảy cả ngày và nó ngủ ít, nó cũng vẫn không có mệt. Chạy nhảy cả ngày mà nó energy rất là energy luôn. Còn tại sao mình càng ngày càng lớn tuổi, mình chỉ có ngồi đó mình coi tivi thôi mà mình cũng vẫn cảm thấy không có khỏe, cảm thấy mệt, mình đâu làm gì nhiều đâu mình vẫn cảm thấy mệt, là tại sao? Là tại vì cái lão hóa nó đến với mình á. Khi mà cái lão hóa nó đến với mình từng ngày từng giờ một như vậy đó, nó làm cho sức khỏe mình nó càng tiều tụy, tế bào của mình nó càng yếu ớt hơn, nó càng tiều tụy hơn, thì nó sanh ra rất là nhiều các bệnh là vì lý do đó mấy chị, vì lý do mình bị lão quá nhiều. Thì bây giờ những cái sản phẩm này nó sẽ giúp vào trong và nó stop, nó làm chậm đi cái tiến trình lão quá của mình. Mình không phải nói là nó hạn ngăn chặn hẳn, nhưng mà nó sẽ làm chậm đi cái tiến trình lão quá của mình và nó giúp cho mình hồi phục những cái tế bào mà mình đang nó đang èo ọt, nó đang bệnh, hoặc là nó sắp bị hủy. Thì đây là cái sản phẩm mà nó vô trong nó sẽ hồi phục lại. Và nếu như cái người của mình mà đầy đủ hết chất hỗ trợ bằng cái Lipac Nano như vậy đó thì tế bào của mình sẽ không có bị bệnh được mấy anh chị, sẽ không có bị bệnh được. Giống như Vân trước đây Vân bị ung thư mà Vân không có biết đó, thì khi mà Vân dùng cái sản phẩm này á là nó khống chế lại tế bào ung thư của mình mấy anh chị, nó gom lại một chỗ như vậy nè. Nhưng mà lúc đó mình không biết, tại vì trước đó là Vân đã bị rồi, cho nên cảm giác giống cái người nó rất là uể oải mệt mỏi và cái lưng nó đau ghê lắm, triệu chứng thận là cái lưng nó đau. Mình không có nghĩ tới là mình bị quá trẻ như vậy, như lúc đó mới có 32 33 tuổi thôi. Thì Vân dùng cái này thì không ngờ là rất là may mắn là nó khống chế được cái tế bào ung thư của mình, để rồi nó không có phát tác phát tán bung ra ngoài. Tại vì
Nếu mà tế bào ung thư nó đã có, nó bộc phá rồi đó, thì nó đi nhanh lắm, nó đi tích tắc, nó đi bập bập bập, nó nhanh lắm luôn. Và khi mà mình cảm nhận được nó đó là trễ rồi, thời kỳ 4 rồi. Khi mà mình cảm nhận mà mình đi bác sĩ rồi đó là đại đa số là thời kỳ thứ tư, thời kỳ cuối rồi. Mà nếu mình may mắn thì nữa thời kỳ thứ ba là còn 25% xác suất sống còn thôi mấy anh chị. Thì Vân rất là may mắn là Vân dùng thời sản phẩm này thời gian khoảng cỡ 2 năm. Hơn chút xíu 2 năm, cỡ 2 năm rưỡi thì Vân bị một cái tai nạn xe, car accident á, thì nó tông từ sau nó tông tới. Thì Vân bị hở cái lower disc mấy chị, cái lưng, cái xương sống phía sau nó hở ra như vậy nè. Thì nó mới đi đi chụp hình lại, tại vì Vân bị đau với xương sống ở phía sau. Nó đi chụp hình lại thì nó mới phát hiện ra là Vân có tế bào ung thư thời kỳ thứ nhì rồi, ung thư thận. Và mình không có tin mấy chị, tại vì mình uống trong vòng 6 tuần là mình cảm thấy sức khỏe của mình rất là an toàn, như sức khỏe một thanh niên vậy, thì mình đâu bao giờ mình nghĩ tới mình bị bệnh đâu. Nhưng mà không ngờ là nó lợi hại đến nỗi là nó vô trong là nó lập tức nó bảo vệ các tế bào chưa bệnh và nó khống chế lại, gom lại một chỗ các tế bào bệnh liền, ngay tức khắc liền mấy chị. Ung thư thì nó không có phải giúp là hỗ trợ hay là cái này cái kia dữ lắm để cho mình khỏe, tại vì mình đã có bú độc ở trong người rồi. Nó là một cái cục bú ở trong cái thận của Vân là bú độc, cho nên nó gọi là ung thư. Thì nó xét nghiệm là thời kỳ thứ nhì rồi, và nó bắt Vân phải lập tức đi mổ. Nếu mà không mổ thì thời kỳ thứ nhì nó qua thời kỳ thứ ba rất là nhanh luôn, thì trong máy nó chỉ thấy được bao nhiêu đó thôi. Và Vân thì không tin, thì Vân đi ba người bác sĩ khác nhau thì người ta nói y chang như nhau mấy chị, nếu mà bạn không mổ thì bạn sẽ gặp nguy hiểm. Thì cuối cùng Vân phải mổ, mà nó lạ một cái là khi vào ca mổ đó thì nó gom lại một chỗ như vậy, tế bào ung thư nó không có phát tán mà nó gom vào một chỗ nó như vậy nè ha. Thì đó là bác sĩ nói với Vân sau khi ca mổ ha, nó gom lại một chỗ như vậy, thì ông cắt 2/3 cái thận của Vân ra, thì ông nghĩ là không có còn tế bào ung thư nữa. Thường thì bác sĩ không có tin thực phẩm chức năng mấy anh chị, không có tin. Và lúc mà trước khi Vân vô mổ đó thì bác sĩ có hỏi là Vân dùng cái gì, thì Vân đưa nguyên cái list của những gì Vân dùng cho ông ta. Thì khi đó khi Vân mổ ra rồi thì ông ta mới làm một cái research cho những cái sản phẩm này, và ông ta nói là không có cho Vân một viên thuốc gì hết nha, không có cho một cái trị liệu hay là bất cứ cái gì mà gọi về bên Tây y hết. Và ông ta nói là tiếp tục dùng cái thực phẩm chức năng này, tiếp tục dùng những cái gì cô đang dùng trong vòng 3 tháng tới, coi coi phải cái này nó đã cứu mạng cô hay không, coi coi phải cái này nó đã giúp cô hay không. Thì sau khi mà Vân dùng 3 tháng và Vân lên tái tái khám lại, chụp hình hết tất cả những cái bộ phận trong người của mình đó, thì ông ta mới nói là chúc mừng cô cancer free, tế bào ung thư không còn trong người nữa. Và nếu mà tiếp tục mà dùng cái này thì chắc chắn sức khỏe của cô sẽ rất là an toàn. Đó thì nhưng mà Vân vẫn đi check up mỗi 6 tháng hiện bây giờ ha, và chuẩn bị là mỗi một năm thì thứ thứ năm tuần tới Vân sẽ đi check up lại một lần nữa nè. Đó thì và thường thì những người mà bị ung thư á, mà an toàn bây giờ mà nếu mà không chăm sóc kỹ sức khỏe của mình á, thì ung thư nó mà bộc phát lại một cái là coi như xong mấy chị, nó sẽ trở lại một cái là nó trở lại rất là nặng, là coi như là xong. Cho nên là những người mà bị ung thư hay là đã bị bệnh rồi đó mà bây giờ là bắt đầu khỏe khỏe lại chút xíu, mấy bạn cũng nên phải chăm sóc sức khỏe mình rất là kỹ, chứ không phải là những người mà chưa bệnh mới chăm sóc nha. Những người mà chưa bệnh đó là mình nên nên bảo vệ sức khỏe của mình để đừng cho bị bệnh. Và những người mà đã bị bệnh rồi đó thì mình còn càng chăm sóc kỹ hơn nữa để cho nó đừng có tái phát lại, để cho nó đừng có bộc phát lại. Tại vì khi mà nó bộc phát, đặc biệt là bệnh ung thư đó, khi mà nó bộc phát lại là bác sĩ hay là coi như là ông trời cũng không cứu mình được nữa. Cho nên đó là lý do mà mình rất là cần thực phẩm chức năng trong cái người của mình ha, rất là cần ăn uống đầy đủ. Tại nếu mà mình bình thường mình sẽ không có ăn uống đầy đầy đủ chất trong người đâu, Vân bảo đảm mấy anh chị luôn. Cho nên mình cần, rất là cần hai cái này ha. Cho nên nếu mà mấy mấy bạn mà đặc biệt là mấy bạn mà nằm trong cái môi trường độc tố là như môi trường neo nè, môi trường làm hàng á, mấy người mà làm thợ hàng đó thì cũng là độc tố đầy hết. Rồi tóc á, là mấy bạn cũng ngửi mấy cái mùi mà chemical của cái highlight của cái mấy cái nhuộm tóc.
Dạ, mấy bạn mà làm nhà ha, sơn này kia toàn là chemical không, dòng với mình thì mình rất là cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt hơn những cái ngành nghề khác. Thì nếu mà mấy bạn thấy cái video này nó có thể giúp mình và giúp bạn các bạn mình thì mấy bạn chia sẻ ra, và các bạn nào mà thấy được cái video này thì liên lạc với những người mà chia sẻ cái video này cho mình để mình được tư vấn kỹ hơn là cái nào thích hợp cho mình ha. Và trong công ty của mình thì có rất là nhiều loại khác nhau, nhưng mà hai cái loại này là hai cái loại mà phải nói là chánh. Cái này là người ta gọi là mother of supplement, mấy chị, mẹ đẻ của dược thảo, cho nên rất là lợi hại. Nhưng mà có một số, thí dụ như các bạn bị các bệnh khác, thí dụ bệnh gan ha, bệnh cao máu, cao mỡ, cao đường, thì mình sẽ kèm thêm những cái khác nữa. Thì mấy chị có thể liên lạc với những anh chị mà chia sẻ cái video này để mấy chị có thể hiểu thêm về cái dòng dược thảo này, và để họ có thể giúp mấy anh chị làm sao để mua dược thảo với cái giá gốc của công ty. Rồi, Vân cũng hết giờ. Thì chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái Facebook Live ngày hôm nay. Và hẹn gặp mấy anh chị vào 2 tuần nữa. Vân sẽ phỏng vấn, có một cái video thứ bảy, sẽ phỏng vấn một cái vị bác sĩ. Ok, rồi. Tạm biệt. Chào các bạn nhé. Bye bye.